Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái dự án. Con này thì sẽ phát khoảng 5 token các bạn nhé. Con này là con EIFI Binance, mạng Binance Smart Chain các bạn nhé. Dự án này thì có yêu cầu các bạn claim nhé. Thì bạn nào mà chưa làm thì các bạn làm cho mình cái dự án này. Dự án này thì khi mà các bạn claim thì nó sẽ về ví luôn mọi người nhé. Chúng ta sẽ làm ở trên này nhé. Đây. Dự án này thì có một số bạn ở trên Facebook là có một số bạn thu mua rồi đấy các bạn ạ. Thì cho nên là bạn nào mà làm cái dự án này các bạn có thể lên Facebook search những cái bạn bán đấy. Đầu tiên là các bạn sẽ connect ví MetaMask này. Có một số bạn bán hình như là từ 2 đến 20 đô la 20 US 20 Việt Nam đồng ấy. Một đồng ấy thì khi các bạn connect xong thì các bạn sẽ nhận được là claim được email này, mọi người ấn vào dán cái email vào đây nhé. Email của tôi đâu rồi? Dán email vào đây này, ấn vào submit, nó tích V cái là được nhé. Flow Twitter rồi Telegram. Đấy, quay lại các bạn thấy là nó tích V hết rồi phải không? Thì bây giờ các bạn sẽ ấn claim nhé. Yêu cầu các bạn sẽ phải có một ít phí ở trong ví nhé. Dự án này thì nó thấy nó phí khá là đắt đấy mọi người ạ. Mọi hôm thì phí khoảng 0,3 đô la mà bây giờ con này cũng khá rẻ mà. 0,0009 tức là khoảng 0,3 0,4 đô la gì đấy. Đấy, sau đấy thì mọi người sẽ check ví nhé. Các bạn có cái có cái đồng này về thì bạn nào mà muốn bán ấy thì các bạn bán nhé. Tại vì là mình thấy có một số bạn ở trên Facebook là thu mua cái dự án này rồi ấy. Đây các bạn sẽ nhận được 5 token nhé. Mỗi bạn sẽ nhận được 5 token. Các bạn sẽ mất một ít phí này. 0,03 đô la nhé các bạn nhé. Bán không được là 20 mất 6.000 không biết bán được 20.000 không. Dự án này thì có một số thông tin là tháng 7 sẽ list sàn và sẽ cho đào nữa ở trên cả Binance nữa, không biết có phải không. Đấy, mọi người ai mà muốn tham gia dự án này thì các bạn làm theo hướng dẫn của mình nhé. Đấy, sau đấy thì các bạn có thể search ở trên mạng những cái bạn mà thu mua nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.